Dù xin chào các bạn, mình là Suder đây. Ngày hôm nay mình sẽ chơi game Survival Master. Tiếp nối tập trước, sau khi mình bị trôi giạt vào hoang đảo và phải sinh tồn tại đó 10 ngày đầu, mình đã quen dần với việc sống sót trên đảo. Mình biết cách chiến đấu với các động vật hoang dã, kiếm lương thực đồ ăn, thậm chí chiến đấu chống lại chính những người khác đến đảo. Cũng may mắn là mình có người bạn gái đồng hành giúp mình vượt qua khó khăn. Hành trình tiếp theo sinh tồn trên hoang đảo của mình sẽ như thế nào, hãy xem đến cuối video để biết nhé. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta lại quay trở lại với hòn đảo hoang mà mình đã bị giạt vào đây để tiếp tục với hành trình thử thách 100 ngày sinh tồn trên đảo hoang. Ôi, 10 ngày đã trôi qua rồi và có vẻ vẫn chưa có một dấu hiệu nào là để có thể mình thoát ra khỏi được cái đảo hoang này các bạn ạ. Đấy, bây giờ là mình đang tiếp nối cái bữa trước là mình đã có 350 gỗ à. 350 gỗ mình làm được cái gì? À, lên nhà level 4, nâng cấp nhà nào. Lần này ra giá cái nhà hàng rồi đấy. Đúng là nhà cấp 4 có khác, chuẩn. Rất giống nhà cấp 4 ở Việt Nam. Rồi còn gì nữa? Quần áo à? Ô! Không có quần áo nào mới cả. Bài tư phải xem quảng cáo. Tôi bỏ đi. Mình là quyết tâm không xem quảng cáo. Hợp lý, hợp lý. Rồi còn lương thực nè. À, thu hoạch lương thực các bạn ạ. Từ bữa trước đến giờ là mình đã có rất nhiều lương thực rồi. Mình phải thu hoạch vào thôi. Yes. Và như vậy mình đã được cộng thêm 100 lương thực nữa. Và tất nhiên rồi, phải xem quảng cáo. Không thể tin được là trên hoang đảo mà vẫn phải xem quảng cáo. Hay thật sự ạ. Mạng wifi nó khỏe thế chứ lị. Rồi, bắt đầu luôn thôi. Ngày thứ 11 trong chuỗi ngày sinh tồn trên đảo hoang. Và lần này mình... Ui, có cá mập à? Rồi, mình hiểu rồi. Mình sẽ phải vót nhọn cái thanh gỗ này để tạo nên vũ khí. Ok, siêu nhọn đi. Không biết là nhọn đến bao giờ đấy, nhưng mà mình cứ chặt thôi các bạn, mình cứ chặt thôi. Thôi được rồi, như này đủ rồi. Và có lẽ là mình sẽ tiêu diệt con cá mập này để bảo vệ sự an toàn cho mình và bạn gái. Nice. Nào, mày chết. Mày chết rồi cá mập ạ. Mày vào đây. Mày quay lại đây, mày thử quay lại đây đi. Có hai cái hay lắm này, quay đây. Cho kẹo này. What? Đúng rồi, ra đây mời. Kẹo này. Ăn kẹo này. What? Là mình có trúng không hay là con cá mập nó cắn chết mình rồi? À đù, vãi trưởng á. Và khi mình ném cái cục mới vào á, là cá mập sẽ đến với mình, đến chỗ mình và hai đứa sẽ đấm nhau solo. Ok rồi, rồi. Nào, fight. Mày tập đập. Vâng các bạn ạ, mình tát nhẹ vào lưng nó và nó quấy luôn một cái, mất 4 máu. Ôi ôi, cá mập khỏe thế. Này, tát mày một cái. Mình tát cá mập và cá mập nó cắn mình suýt chết nữa này. Thôi, cá mập ạ, mày còn non lắm. Tuổi gì, lộn như thế sau và một tát. Quá là phong cách đúng không các bạn? Và... Ủa, chỉ vậy thôi hả? Chỉ vậy là mình đã chiến thắng rồi. Chứ không phải là mình giết được con cá mập đấy để mình... Cắt nó ra làm thịt để ăn à? Tôi không tin luôn á. Không tin được luôn các bạn. Xong rồi giết cá mập xong mình được gỗ. What? Thế mày cáu chứ. Rồi, tiếp tục nào, ngày thứ 12. Trời ơi, tại sao mình lại nghĩ gì mà lại có đầu lâu xương chéo này? Hơi nguy hiểm nha. Rồi, 200 gỗ à, nâng cấp cái trang trí đi. Ok, thêm được hai cái cột, hai cái đuốc lửa để ở cho nhà cho nó xịn xịn đi một tí cũng được. Rồi, tiếp tục nào, ngày thứ 12. Ngày thứ 12 mình làm gì đây? Tại sao mình lại phải vẽ một cái đầu lâu? Hả? Ngày thứ nhất mình vẽ hình SOS là để cầu cứu. Nhưng mà tại sao ngày thứ 12 mình lại đi vẽ đầu lâu nhỉ? Có vẻ như là qua gần 2 tuần ở hoang đảo là đầu óc mình bắt đầu có vấn đề rồi các bạn ạ. Đầu lâu vẽ như nào nhỉ? Khó thế nhỉ? Đầu lâu vẽ sao ta? What? What the fuck? Con này không giống đầu lâu lắm các bạn ạ. À. Nó giống như là mấy con imposter trong Among Us thì đúng hơn. Ờ, để xem nó được cái đầu nào. Tính không? Có tính không? Mọi chuyện sẽ được biết sau 5 giây quảng cáo. Và
Imposter cho Among Us đã gọi một chiếc thuyền ma ám đến, có đầu lâu đến. Ok rồi. Mình sẽ chiến đấu thử với cái con này xem có cái gì không. Liệu có cái kho báu nào trong chiếc thuyền ma ám này không các bạn ạ? Rồi, xem nào. Vãi chưởng, lần trước mình phải đối đầu với thuyền hải tặc. Lần này là mình đã đấu với thuyền cũng hải tặc nhưng mà là hải tặc ma ám. Ok, được rồi, chiến đấu thì được rồi, mình đã có kinh nghiệm từ bữa trước rồi. Mình chỉ cần viết tên của mình lên thôi là nó sẽ thua. Su đó. Ôi trời, chưa kịp viết chữ đờ nữa mà nó đã chết rồi các bạn ạ. Và mình phải ngay tức chiến thắng và xem được quyền giành quyền xem quảng cáo. Và mình lên thuyền đấu với tên tiếp theo. Ok, lần này là chữ su rồi, được đến chữ đờ nữa các bạn. Đờ nè, đó. Ôi trời ơi, mình có su đờ thôi, chưa có su, chỉ có chữ N mà nó đã phải khóc trước lưỡi kiếm của mình rồi. Điều tòa bốc phét. Và thật sự mình cũng không hiểu là mình lấy kiếm ở đâu ra nữa. Không hiểu, tự dưng có kiếm mà đánh nhau với chúng nó luôn, trong khi là toàn những ngành còn lại. Ôi chưa xong các bạn ạ. Có vẻ đây mới là tên chùm này. Ok, lần này có khi mình phải ghi cả tên mình ra rồi. Rồi, viết thật nhanh nào. Su Đờn. Chưa chết à? Đó, thấy chưa? Khả năng quá tuyệt vời. Khi mình chỉ cần viết tên của mình ra, đối phương tự chết. Tôi gọi đây là một bước đi của một game thủ chuyên nghiệp. Yes, và mình đã chiến thắng được con tàu hải tặc ma ám. Và đã thu hoạch được, giành giật được 200 gỗ. Đấy. Tục đào, đến ngày số 13. Trời ơi, cái con imposter ở Among Us của mình vẫn có nguyên si ở đây các bạn ạ. Đấy. Thu hoạch tí nào, thu hoạch đi. Kinh nhờ, cây trồng của mình chính ra là năng suất phết các bạn ạ. Qua 2 ngày, cứ 2 ngày là thu thập được rồi. Rồi, xem nào, quần áo nào. Ô, đây rồi. Mình đã mở khóa được khá là nhiều những bộ quần áo mới. Thôi, có lẽ cho bạn gái mình mặc đi các bạn ạ. Chứ bạn gái mình mặc bộ cơ bản này cho cũng tội. Bấm nhầm rồi, ôi rồi ôi. Tôi chết tôi rồi. Sao tôi mặc cho cái bạn gái tôi một cái bộ gì đây? Sao trông... Ôi trời ơi, sao trông như Ninja Lead thế này? Chết thật đấy chứ, trời ơi. Kiếm bông vải nó phức tạp ra bây giờ là may cho bạn gái Ninja Lead. Chết thật chứ lị. Ôi trời, vừa nói xong, chuẩn chưa? Đúng chuẩn Ninja Lead chứ các bạn. Hóa ra là mình đã may cho bạn gái một bộ quần áo mới rồi thì mình cũng phải có bộ quần áo mới chứ đúng không? Phải mặc bộ mới để sắp tới là đến 14 ngày các bạn đã kỷ niệm 2 tuần mình ở trên hoang đảo, phải có bộ mới. Đó, ôi dồi ôi, trẻ một đường này hả? Đây là style gì đây? Sao lại còn có cả, ok, lại còn phụ kiện à? Bữa trước mình cho phụ kiện hình quả chuối rồi, lần này là phụ kiện hình vỏ sò đi. Trông mình y chang như là một con cá mà bị mắc vào mấy cái rắc rắc ở dưới biển không các bạn? Chán vãi à. Ui dồi, lại còn nhảy xoay xoay chứ. Ui dồi, rồi, phải xem quảng cáo để có bộ này. Thôi, miễn, tao không cần. Rồi xong, thế là để gió cuốn đi luôn. Cái gió cuốn đi còn để nguyên lại cho mình một cái quần lót cho mới cay chứ. Trời ơi, quần áo tôi đâu rồi? Ngày một ngày vất vả, bão tố quá. À đây rồi, đây mày quá, vẫn còn bộ này ở nhà các bạn ạ. Thì đây, mình đang nghĩ về ong đây, ngày thứ 14, 2 tuần trên hoang đảo. Ê trời ơi, vậy 2 tuần trên hoang đảo mình lại đi chơi ngu nhỉ? Mình lại lấy đá đi, lấy đá trọi vào tổ ong ạ. Trời ơi. Thôi đúng rồi, đúng các bạn ạ. Đây là tác hại của việc ở trên hoang đảo quá 14 ngày. Lần sau các bạn chỉ ở hoang đảo 13 ngày nữa các bạn, sau đó đi về luôn liền đi. Đừng ở đến ngày thứ 14 là như mình đấy. Thôi nhá, mình chỉ làm một lần thôi nhá. Không có làm lần hai đâu. Xem kỹ này. Ôi, nó đuổi. Đâu, xem nào. Để xem, mình chạy vào ong nhà đây. Ôi. Không nhá, đau, ui, ong chết rồi,
các bạn nhá. Cho dù là các bạn nhìn như này các bạn tưởng là đập ong được nhưng không nhá. Ong nó mà đốt bơ bạn thì các bạn đừng có mà đập. Đập là toang thôi nhá. Thật sự là toang luôn á. Tại sao tự dưng lại đi ném đá của ong để cho bây giờ lại phải đập ong vậy? Hả? Cái logic ở đâu? À, mình đập tổ ong xuống là để mình dụ lấy mật ong để mình dụ con gấu này đến. Thế để đám gì nhỉ? Bonk! Đập một cái vào đầu con gấu. Trời ơi, nó tát tôi một cái mà tôi xỉa liền luôn á. Một tát vào mày, láo nháo, pháo ăn xe. Úi trời ơi, ai. Các bạn ạ, các bạn làm lần nữa nhá. Đây chỉ là mình làm, chỉ mình chỉ là mẫu nhá. Chứ các bạn đừng có bao giờ mà cởi trần mà tay không này đánh gấu ở ngoài đời nhá các bạn. Thôi, quả này á, lộn nhau nào. What? Gấu với má, cút. Đấy nhá, các bạn thấy không? Sức mạnh đàn ông, sức mạnh của con người. Dăm ba mấy cái con động vật này á, tát mấy cái là phải chạy nhá. Lại một lần nữa nhắc lại, đây chỉ là trong game nha các bạn. Chứ ở ngoài đời các bạn đừng có nghĩ chuyện tát gấu nha các bạn. Đừng. Rồi, mình đã sống sót qua ngày 15. Và sắp tới này, ngày này là ngày 17 là sẽ có con gà. Ok, được rồi. Rồi, luyện tập sức khỏe các bạn ạ. Luyện tập sức khỏe, đó, chống đẩy các kiểu. Quần áo à, thôi. Tôi không có chơi quần áo. Tôi là tôi cần phải hướng đến những cái sự gọi là có cái gì à, có hiệu quả. Ở hoang đảo rồi mà lại còn đòi quần áo thì cũng chả hiểu luôn đấy các bạn. Rồi xem nào, ngày 15. Rồi ôi, lại đi lấy trứng của chim. Khổ thí chị lị. Rồi. Ui. Rồi. Mình xin nhớ, chạy ơi. Easy trứng. Đấy các bạn, cái khó thì ló cái khăn. Cái khó thì ló cái khôn. Ngày 16. Ui ôi, nóng quá. Mình cảm thấy mình là một hot boy. Rồi, đây, lần này mình khôn ra rồi. Mình ném đá trọi chuối chứ không lấy đá trọi ong nữa. Một. Trời ơi, double kill. Một hòn đá trúng hai bùng chuối. Ôi, đến thế này mình nói thật các bạn, Robinson ở đảo Hoang cũng phải tôn mình làm sư phụ về khả năng sinh tồn trong rừng. Tất nhiên rồi. Rồi, giờ thì bắt con gà là bắt con gà. Đấy, lên nóc nhà là bắt con gà các bạn ơi. Rồi, gà ơi. Khổ quá. Nào. Bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà là vặt lông gà là ăn tiết gà, let's go. Cái gì cơ? Giữ con gà? Không. Chắc chắn rồi. Hôm nay có món cải thiện. Gà nướng. Yes. Úi xồi ôi, nhìn quả con gà này, hai cái đùi mời gọi không các bạn? Hấp dẫn không? Đấy. Cho dù có thể là gà nướng này thì mình không thích bằng gà KFC hay là gà Lotte, nhưng mà thôi ok, có gà là được rồi. Rồi ok. Quay đều. Úi xồi ôi, mời các bạn nhá. Wow. Ăn gọn gà không? Ăn hết cả thịt tận xương luôn. Rồi, ngày thứ 17. Ui, mình đang thể hiện cái gì này? Mình đang múa võ gì đây? Sao nào? Ok. Chặt củi, ui trời, chặt trượt thế này. Bổ củi này. Rồi, còn một cái cuối cùng. Bổ nốt ra này. Đó. Và xem quảng cáo này. Rồi, bắt đầu đánh lửa đúng không? Ok. Rồi, có tí khói rồi. Ok, lên lửa rồi. Ok rồi, đây bây giờ cho này vào là gỗ đây rồi. Có cái lửa trại đấy, rồi sao nữa? Rồi ok, giờ là săn bắt cá để mà làm bữa cá nướng đúng không? Ok thôi. Nào. Ôi trời, chọc thế em trúng à? Tưởng trượt rồi. Từ. Mình thì cắt headshot. Ê, cái này điêu nha. Rõ ràng mình ném trúng đầu mà nó lại lệch về thân. Đây. Thử nhá. Cái này của mình nó có 5 châm, nó dính vào giữa. Bọn này bọn nó ăn sắt à? Hả?
Bọn cá này là cá ăn sắt, tự dưng là mình dùng giáo nam châm để hút vào giữa bụng à? Rồi, có cá rồi. Ok, ôi trời ơi. Hai bữa liền, một bữa thì ăn gà nướng, một bữa thì ăn cá nướng. Trời ơi, quá ngon cho đội bán sòn. Đấy, mình xin. Rồi, ngày thứ 18. Ái da, nhiều gỗ rồi. Mình làm quả nhà đi, đầu tư lên nhà đi. Đó, trông xịn xò hơn tí rồi đấy. Rồi, sao nào, ngày 18 làm gì đây? Viết chữ help. Mình phải viết chữ là giúp đỡ. Rồi các bạn ạ, và như vậy sau khi mà mình viết chữ SOS, và thậm chí là mình vẽ cả con imposter trong Among Us thì có vẻ như là loài người, những cái máy bay bay trên đầu mình á, họ không có hiểu. Bây giờ mình phải viết hẳn ra là cứu, cứu tao, cứu. Ok, nhưng mà tất nhiên là mình sẽ không viết chữ help đâu. Mình sẽ viết là chữ cứu. C này, U này, cứu tao chấm than. Đấy, nào, bây giờ để xem nào. Mình để ý rồi, mỗi lần mình lấy đá, mình tạo nên chữ cái ở trên bờ bãi biển á, là sẽ có một cái thuyền đến đón mình. Nhưng mà chẳng biết là thuyền gì. Đợt trước là thuyền hải tặc và thuyền ma ám. Lần này là có người đến cứu mình rồi. Yes, ok. Để được cứu, mình phải xem quảng cáo. Được rồi. Được rồi các bạn ạ. Như vậy là sắp xong rồi. Sau cái quảng cáo này là mình sẽ được lên thuyền, mình sẽ được giải cứu, mình sẽ được về với đất liền. Ok, không sao. Yes, yes. Như vậy là mình sẽ chấm dứt được chuỗi ngày sinh tồn ở đảo hoang, xem quảng cáo liên tục rồi. Hay quá, hay quá. Nào. Cái gì đây? Cái gì thế? Ôi trời ơi, chưa biết chữ thế, biết chữ cái gì thôi. Cái này là khách du lịch à? Sao mình lại phải đánh nhau nhỉ? Để mình ghi chữ hòa bình xem nào. Peace. E-A-C. Ôi trời ơi, có chữ P à? Chưa gõ được chữ peace. Mình phải thể hiện cái sự hòa bình của mình. Bởi vì có thể là người ta tưởng rằng là mình là những cái kiểu thổ dân mọi rợ ở trên đảo, là đang có muốn là bắt những cái người du lịch trên thuyền này về để ăn thịt. Ôi ôi, không. Cứu tôi. Trời ơi, chưa kịp viết chữ cứu tôi, chưa kịp nói hết mà người ta chết mất tiêu rồi. Khổ với các bạn ạ. Khi các bạn mà bị lời nguyền là có khả năng kiếm thuật quá vô địch, các bạn chỉ cần vẩy kiếm theo chữ là các bạn có thể tiêu diệt được đối thủ, thì nó lại dẫn đến những tình huống như thế này đây. Vâng, và các bạn đã thử xem mình có chiếm lấy cái con thuyền này để mà mình về đất liền hay không? Tất nhiên rồi, câu trả lời là không rồi. Tại sao mình lại bỏ cuộc sống ở trên đảo hoang, cuộc sống sinh tồn từng ngày một, đối đầu với những cái hiểm nguy như là gấu, như là cá mập, như là ong, vất vả để kiếm được lương thực, lạnh lẽo sống trong ngôi nhà tồi tàn. Tại sao mình lại phải bỏ cái đó để mình đi lên trên con thuyền rộng rãi, khang trang, đưa mình về đất liền với những tiện nghi? Tại sao mình lại phải làm thế chứ nhỉ, đúng không? Ngày thứ 19. Và con bạn gái của mình đến ngày 19 nó đòi mình may cho nó bộ quần áo mới các bạn ạ. Cái gì đây? Em ơi, ưu tiên của chúng ta không phải là cái này, em hiểu không? Không có cái áo cho em hết nhá. Phụ kiện đó. Này, thích phụ kiện đúng không? Này, cho chuối đầy người luôn đó, thấy chưa? Em trông em có khác gì là một cái cây chuối di động không? Đó, được chưa? Chuẩn chưa? Đấy. Nhiều chuối chưa? Đó. Nghe nói em thích chuối lắm. Đấy. Thỏa mãn chưa? Ok, riêng cái này mình sẽ xem nhá. Mình sẽ xem quảng cáo các bạn ạ, để cho con bạn gái của mình nó mặc cái bộ này. Ok. Seriously, what the fuck are you doing? Yes. Bộ quần áo đấy hợp với cô đấy nha. Rồi, đến ngày thứ 20. Dừa, đúng rồi. Thế này, bộ này á,
mới dừa được cô nhá. Vâng các bạn ạ, đây là một câu chơi chữ của người miền Nam, còn mình không thể nói như thế được. Đó là vừa, không thể nói là dừa được, dừa lòng không được không các bạn ạ. Rồi nào, ngày thứ 20. Rồi, đúng thật sự vẫn phải lấy dừa xuống uống thôi. Một quả, hai quả, ba quả. Ôi trời. Ôi, không phải là dừa mà là rơi. Rồi ôi, dừa quả dừa không rơi xuống mà là đàn rơi ạ. Và rơi hút máu ạ. Ui trời ơi, giờ mình phải đấm chết bọn rơi này à? Ê, con có thể để cho bọn nó chích mình rồi mình có sức mạnh của loài rơi được không? Để mình thành người rơi. Ê, không. Nếu các bạn đã nhớ á, các bạn nhớ món súp rơi không? Nhớ cái món mà gọi là nguồn gốc của Covid không? Từ mày quá. Mình mới nhớ ra các bạn ạ. Mình vừa mới nhớ ra xong, chết rồi. Mình để rơi nó mà đốt mình cái là thôi, mình dính Covid cho này là chết luôn. Vâng, và vừa rồi là ngày thứ 10 đến 20 trong thử thách 100 ngày mình sinh tồn ở trên đảo hoang. Còn những khó khăn nào trước mắt mình nữa? Mình không thể biết được nữa rồi, nhưng mà thật sự quá mệt mỏi khi phải sinh tồn trên đảo hoang như thế này các bạn ạ. Ok, nếu các bạn đã xem một tới đoạn này rồi thì đây là một video nữa mà các bạn có thể bấm vào để xem. Mà nếu video này được đạt trên 2000 like, mình sẽ tiếp tục chơi nốt thử thách 100 ngày sinh tồn trên đảo hoang ở trò Survival Master này nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.